Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tiểu sử huấn luyện viên Park Hang-seo là ai. Người truyền lửa bóng đá Việt Nam, thời gian gần đây cái tên huấn luyện viên Park Hang-seo đã không còn quá xa lạ với người dân Việt Nam. Ông đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam chinh phục được cột mốc mà trước giờ không ai có thể làm được. Vậy huấn luyện viên Park Hang-seo là ai? Tiểu sử sự nghiệp của ông ra sao? Park Hang-seo là một huấn luyện viên người Hàn Quốc. Ông chính thức ra mắt vai trò huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá Việt Nam và U23 từ ngày 11 tháng 10 năm 2017. Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, ông chủ yếu chọn cho các đội bóng mình dẫn dắt phô diễn lối chơi bóng khá ngắn, phối hợp đến tận cầu môn. Park Hang-seo bị giới chuyên môn bóng đá Hàn Quốc phân tích và chế bai đơn điệu trong chiến thuật. Tên thật: Park Hang-seo. Sinh ngày 1 tháng 10 năm 1957. Tuổi: 67, tính đến năm 2024. Chiều cao: 1m66. Cân nặng: 62kg. Quê quán: San Trong, tỉnh Gyeongsangnam, Hàn Quốc. Quốc tịch: Hàn Quốc. Nghề nghiệp: huấn luyện viên. Từ khi còn nhỏ, ông đã có đam mê với bóng đá. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, ông học tại Đại học Hanh Giang chuyên ngành nghiên cứu về thảo dược. Đây là nơi có nhiều người nổi tiếng trong làng giải trí xứ Hàn theo học. Nhưng sau khi học xong, ông lại chọn con đường bóng đá, khác hoàn toàn với chuyên môn được đào tạo. Sự nghiệp của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số cùng với đội tuyển trường Đại học Hanyang từ năm 1977 đến 1980. Khi đó, ông đã đạt được nhiều thành tích hết sức nổi bật. Dù sở hữu vóc dáng khiêm tốn, nhưng Park có lối chơi khá bản lĩnh, thông minh, sử dụng chiến thuật khá hợp lý. Ông nổi bật với lối chơi đơn giản nhưng hiện đại, đó chính là lối chuyền bóng nhiều và nhanh. Vào tháng 8 năm 2005, Park trở thành huấn luyện viên đầu tiên của đội bóng mới thành lập Gyeongnam FC. Gyeongnam đứng thứ tư trong mùa giải K-League 2007, nhưng Park đã rời đội do mâu thuẫn nội bộ. Từ 2012 đến 2015, ông dẫn dắt đội bóng quân đội Sangju Sangmu FC. Dưới sự chỉ đạo của ông, đội đã hai lần vô địch giải hạng nhì K-League Challenge vào năm 2013 và 2015. Ông rời đội khi hết hạn hợp đồng sau mùa giải 2015. Năm 2017, Park được bổ nhiệm làm huấn luyện viên đội hạng 3 Changwon City FC tại Korea National League Championship, nay là K-League 3. Changwon đã giành chức vô địch giải năm 2017 và ông được vinh danh là huấn luyện viên hay nhất giải đấu. Điểm danh những sự thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. 1. M150 Cup 2017. Tại giải đấu này, đội U23 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar và Uzbekistan. Ông giúp Việt Nam đánh bại Myanmar 4-0 nhưng thua Uzbekistan 1-2, sau đó Việt Nam đánh bại chủ nhà Thái Lan 2-1 tại trận tranh hạng 3 nhờ cú đúc của Nguyễn Công Phượng. 2. Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018. Ông dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu tại giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018. U23 Việt Nam trước kỳ thi đấu được đánh giá là rất yếu thế, đội lót đường cho các ông Australia, Syria và Hàn Quốc kiểm điểm. Đầu tiên, Việt Nam thua Hàn Quốc 1-2. Vượt qua Úc với tỷ số 1-0 và cầm hòa Syria 0-0 ở vòng bảng. Tại tứ kết, Việt Nam đã vượt qua Iraq ở loạt đá penalty với tỷ số 5-3, hòa 3-3 sau 120 phút thi đấu và trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên vượt qua tứ kết giải cấp châu lục. Tiếp đó, Việt Nam vượt qua Qatar 4-3 ở loạt penalty, hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng chung kết. Và lần đầu tiên kể từ năm 1998 khi U17 Thái Lan vô địch cúp U17 châu Á và là chung kết đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu Á AFC trong lịch sử, đội thua Uzbekistan 1-2 sau thời gian thi đấu hiệp phụ tại trận chung kết dưới điều kiện trời mưa tuyết ở Thường Châu, Trung Quốc. 3. Đại hội Thể thao châu Á 2018. Tại Đại hội Thể thao châu Á 2018, Park Hang-seo đã đưa đội tuyển Olympic Việt Nam lần đầu vào đến trận bán kết sau khi đứng đầu bảng D. Thắng Bahrain 1-0 tại vòng 16 đội, thắng Syria 1-0 tại tứ kết và thua đội bóng quê hương là Hàn Quốc với tỷ số 1-3 tại bán kết. Tiếp theo đó, trong trận tranh huy chương đồng cùng UAE, hai đội đã hòa nhau với tỷ số 1-1 trong hai hiệp thi đấu chính thức trước khi để thua 3-4 khi sút luân lưu 11m. 4. Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018. Từ ngày 8 tháng 11-15 tháng 12 năm 2018, ông đã đưa đội tuyển Việt Nam đến chức vô địch. Sau hơn 10 năm kể từ AFF Cup 2008, trong giải đấu này chiến thắng 6 và 2 trận hòa với tỷ số 3-2. 5. Cúp bóng đá châu Á 2019. Năm 2019, ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vào vòng tứ kết cúp bóng đá châu Á 2019. Đáng tiếc tại vòng tứ kết, Việt Nam dừng bước khi thua xa Nhật Bản với tỷ số 0-1.
6. Vòng loại U23 châu Á 2020. Với khuôn khổ vòng loại châu Á 2020, Việt Nam thắng 6-0 trước Brunei, 1-0 trước Indonesia, thắng 4-0 trước Thái Lan, qua đó đứng đầu bảng K và tiến thẳng vào vòng chung kết giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2020. Đây là tỷ số đậm nhất mà các đội tuyển bóng đá Việt Nam thắng được trước Thái Lan. 7. King's Cup 2019. Tại giải giao hữu King's Cup 2019 ở Thái Lan, đội đã đánh bại Thái Lan 1-0 trong trận bán kết nhờ cú đánh đầu của Nguyễn Anh Đức ở phút 90+4, qua đó tiến vào chung kết gặp Curaçao. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ sau trận đấu trên sân trang Buriram tối ngày 5 tháng 6. Tại trận chung kết, thầy trò Park Hang-seo hòa 1-1 trong hai hiệp đấu chính thức nhưng thua 4-5/11m và về nhì trước Curaçao. 8. SEA Games 30. Tại giải đấu SEA Games 30 được tổ chức định kỳ 2 năm một lần trên đất Philippines, ông dẫn dắt U22 Việt Nam vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại với 4 thắng 1 hòa tại bảng B với chiến thắng 6-0 trước U22 Brunei, thắng 6-1 trước U22 Lào, thắng 2-1 trước U22 Indonesia, thắng 1-0 trước U22 Singapore và hòa 2-2 trước U22 Thái Lan. Ở trận bán kết, Park và Việt Nam vượt qua Campuchia với tỷ số 4-0. Trận chung kết, Park đã cùng các học trò của mình đánh bại U22 Indonesia với tỷ số 3-0. Giành tấm huy chương vàng SEA Games lần thứ 2 cho Việt Nam sau 60 năm. Ông cũng để lại dấu ấn khi trở thành huấn luyện viên đầu tiên nhận thẻ đỏ tại giải đấu. 9. Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2020. Việt Nam nằm ở bảng D với UAE, Jordan và Triều Tiên. Việt Nam hòa UAE 0-0, Jordan 0-0 và thua ngược Triều Tiên 1-2. Kết quả Việt Nam đứng cuối bảng và phải rời giải từ vòng bảng lần thứ 2 từ năm 2016. Qua đó bỏ lỡ cơ hội góp mặt tại Olympic 2020 ở Tokyo. Vừa mới đây, ông Park Hang-seo đã gọi anh chàng Lê Tiến Anh một cái tên khá mới lạ lên U23. Được biết anh chàng này đang thi đấu cho câu lạc bộ Bình Định. 10. Vòng loại World Cup 2022. Với chiến thắng trước Malaysia tại bảng GAM và diễn biến các bảng khác ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 kết thúc rạng sáng nay ngày 12 tháng 6, giờ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam đang tiến rất gần đến tấm vé đi tiếp để làm nên lịch sử. Được biết ông đã đặc biệt gọi Tuấn Anh và chàng cầu thủ trẻ Hoàng Đức để luyện tuyển U23 để tham gia dự giải vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Dưới sự dẫn dắt của ông cùng với những tài năng trẻ của nền bóng đá Việt Nam như Quang Hải, Lương Xuân Trường, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Văn Toàn, Hùng Dũng, Đặng Văn Lâm, Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng đã tạo nên rất nhiều các kỳ tích, dấu ấn mạnh đối với nền bóng đá ở Việt Nam.